Trong đó dân tộc Tày chiếm 52,58%. Người Tày Bắc Cạn có một kho tàng văn hóa phong phú, bao gồm các thể loại thơ, ca, chuyện cổ tích, chuyện cười dân gian, lễ hội truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ như hát xu, lượn còi, phong thư, múa bát, múa trầu, múa quạt. Trong đó, múa bát là điệu múa được hình thành trong quá trình lao động sản xuất từ lâu đời của người Tày và được sử dụng thường xuyên trong các dịp Tết, lễ hội dân gian truyền thống. Trải qua những thăng trầm lịch sử, múa bát của người Tày Bắc Cạn đã được lưu truyền, bảo tồn và phát triển trong đời sống tinh thần của người Tày từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, nhiều tổ nhóm, câu lạc bộ, các đội văn nghệ dân gian được thành lập đã liên kết, kết nối những người đam mê, yêu thích múa bát với nhau để sinh hoạt, giao lưu, tập luyện và tổ chức biểu diễn, phục vụ các sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội ở cơ sở, các phiên chợ, lễ hội và phục vụ khách du lịch tại hôm nay, với sự tham gia của 1.000 người đến từ các huyện, thành phố, các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh với chủ đề Bắc Cạn sáng ngời ánh sao, được chia thành 3 phần. Phần 1, chập căn Bắc Cạn, nghĩa là gặp gỡ Bắc Cạn. Phần 2, bát thú lỉm hội, nghĩa là ngày hội múa bát. Và phần 3, Bắc Cạn bấu lùng, nghĩa là Bắc Cạn không quên. Chỉ đạo nội dung, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn, đơn vị chủ trì thực hiện, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn. Kịch bản, Thạc sĩ Hoàng Minh Thư. Âm nhạc, nhạc sĩ Phạm Tình. Hòa âm phối ý, nhạc sĩ Phan Cường. Tổng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Minh Thông. Đặc biệt chương trình có sự tham gia giàn dựng của lớp đạo diễn sự kiện lễ hội K40 Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau đây xin mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức.
quần, vải hoặc quần, thắt lưng, khăn vuông ở đầu được làm bằng vải dệt từ sợi đông và nhuộm màu tràm. Đi kèm là vòng đeo cổ, vòng đeo tay và bộ xà tích gắn trên thắt lưng, tất cả được làm bằng bạc trắng. Điệu múa thường được diễn ra trong những không gian rộng rãi như nhà sàn, sân vườn và sân lễ hội lồng cổng. Điểm đặc biệt của múa bát người Tày chính là việc sử dụng bát đũa gõ vào nhau tạo ra âm thanh để biểu diễn. Các nghệ nhân người Tày thường cầm trên tay đôi bát sứ với đôi đũa tre để gõ nhịp. Trong khi của người Tày rất linh hoạt, đòi hỏi sự điều chỉnh chính xác và phối hợp đồng bộ giữa những người bạn diễn. Múa bát thực sự là một bức tranh sinh động mang màu sắc riêng trong văn hóa truyền thống của người Tày. Thank you.
tất